Nhất Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã đến với chương trình Thế Giới Trong Tầm Tay với anh Trần Nguyên Thắng. Nhanh kính chào anh Thắng. Chào Nhất Anh. Dạ, mình có rất là nhiều chương trình mình đã nói tới về nước Nhật rồi. Mà nói tới nước Nhật thì nói về nền văn hóa rồi truyền thống của người Nhật thì mình nói hoài mình không hết được. Nói tới Nhật thì người ta sẽ nói tới kimono nè, rồi nói tới núi Phú Sĩ nè, rồi nói tới ngắm hoa anh đào nữa. Thì ngoài những cái đó ra thì còn cái gì để nói về Nhật nữa anh Thắng? Nói đến Nhật Bản thì đầu tiên là chúng ta phải nói đến một vài cái thành phố nó rất là nổi tiếng, tại vì những cái thành phố đó là những thành phố nó nổi tiếng là về cái lịch sử, về cái văn hóa, và coi như như là nơi là gần như là một cái nôi để phát sinh được cái nền văn hóa của Nhật Bản. Thì nói đến thành phố đó thì phải nói đến một cái cố đô. Cố đô đó chính là Kyoto. Kyoto là một trong những cái thành phố không nhỏ lắm mà không lớn lắm, nhưng trong lịch sử thì đây là một thành phố rất là lớn, tại vì Kyoto là coi như mang một cái là một thời gian kinh đô của nước Nhật trong vòng khoảng 1.100 năm. Thành thử chúng ta thấy với một cái thành phố mà mang tính cách là kinh đô mà đồng thời nó có một thời gian quá dài để nó gọi là làm như là một cái kinh đô của một cái đất nước, thì chắc hẳn là cái văn hóa cũng như di tích lịch sử, tất cả những cái điểm gì mà chính của nước Nhật có lẽ nó nằm ở đó. Mình nói sơ qua địa lý về thành phố Kyoto trước đi anh Thắng. Kyoto thì nói đến Kyoto thì chúng ta có hai cách chúng ta đến với Kyoto của nước Nhật. Thì ngay thành phố Kyoto dĩ nhiên với những cái chuyến bay mà international từ nước ngoài đến đó, dĩ nhiên chúng ta không thể bay thẳng tới Kyoto được. Nhưng mà quý vị có thể bay đến thủ đô Kyoto, Tokyo, hoặc là chúng ta có thể đến với thành phố Osaka, tới với cái phi trường Kix, thì ở đó chúng ta có thể đi xe hoặc là đi xe điện, có nhiều cách để đến với Kyoto, thì khoảng 1 tiếng rưỡi hoặc là 2 tiếng xe thôi. Chúng ta đi từ cái phi trường International Kix đến Kyoto khoảng 2 tiếng xe, thì đó cũng là một trong những cái thành phố rất là dễ đến. Tuy nhiên thì đến đây đó thì có rất là nhiều người rất ngại ngùng đến với Kyoto, là nói cái thành phố đến với nước Nhật đó là hầu như không có tiếng Anh, rồi không có những cái communication, hoặc là những cái người Nhật không nói được tiếng Anh nhiều chẳng hạn. Thì rất là nhiều người ngại đến với Kyoto và đi bằng cách tự túc hoặc là đi cá nhân đó. Thế tuy nhiên thì thực sự thành phố Kyoto là một thành phố như tôi vừa trình bày đó, rất là nổi tiếng về cái vấn đề văn hóa lịch sử. Thì đây là một cái điểm rất là chính để chúng ta đến với cái nước Nhật và tìm hiểu về các điểm đẹp của nó. Thì khi đến nhà ga Kyoto thì ở đó nó có đầy đủ, quý vị có thể nói tiếng Anh, quý vị có thể có những cái thông tin tiếng Anh và có thể đi đến Kyoto rất là dễ dàng chứ không có khó khăn. Và từ đó chúng ta có thể đi thăm tất cả những thắng cảnh chúng ta muốn đi. Nhưng mà một trong những thắng cảnh đó tôi đưa ý kiến là rất là xứng đáng để mọi người đến, mà nó trở thành một cái biểu tượng của nước Nhật nữa. Đó là chính cái chùa vàng. Cái chùa vàng tiếng Nhật thì nó gọi là Kinkakuji. Kinkakuji, kin có nghĩa là kim. Kaku có nghĩa là cát. Là ji có nghĩa là chùa đó. Tự đó có nghĩa là kim cát tự, có nghĩa là chùa gác vàng. Đó. Thì sở dĩ là tại sao người ta có gọi là chùa gác vàng, mà chúng ta đến đó chúng ta thăm được những cái gì, thì chỉ khi nào mà Nhất Anh đến đó, Nhất Anh nhìn cái hình ảnh đó và nhìn những cái không gian của cái ngôi chùa kim cát ji nó hiện hữu trước mặt và nó in bóng trên cái hồ đó, thì mới thấy được cái đẹp của nó. Thì đó là chúng ta có thể nói về chi tiết thêm về cái phần sau tại sao nó gọi là chùa vàng chẳng hạn. Nhưng mà cái đầu tiên thì như tôi trình bày là chúng ta đến với thành phố Kyoto, đến cái ngôi chùa vàng, một trong những cái biểu tượng mà nói đến chùa vàng là ai cũng biết đến là ở Nhật Bản. Và đó cũng là một trong những cái dĩ nhiên thì một cái thắng cảnh nổi bật ở trong cái thành phố Kyoto. Tại vì nói đến Kyoto là chúng ta có phải hình dung khoảng cả ngàn cái ngôi chùa với các đền thần đạo. Thành ra vì nó là một cái trung tâm chính mà về cái văn hóa của nước Nhật. Chẳng hạn thì với cái chùa vàng thì khi mà du khách đến thì đường xá như tôi trình bày là không có khó đi và cũng không có xa lắm với cái nhà ga Kyoto. Và ở Kyoto thì thời tiết mùa hè tương đối là rất là nóng, mùa đông thì rất là lạnh. Có nghĩa là nó cũng nóng hơn và lạnh hơn so với lại những thành phố khác của Nhật hả anh Thắng? Nói lý do tại sao nó nóng như thế này.
Thành phố Kyoto nằm trong cái một cái thung lũng, nó được bao quanh bởi các núi. Thành thử khi mà một cái thung lũng như vậy á, thì chắc chắn là mùa đông là lạnh, mà mùa hè thì rất là nóng, và đặc biệt là nó có những cái độ ẩm đó, nó làm cho mình hơi khó chịu về mùa hè. Thế tuy nhiên mùa hè lại có những cái lễ hội về các điểm văn hóa lớn của nước Nhật. Lễ hội của Nhật Bản thì rất là vui, và nói đến vui thì phải nói đến thành phố Kyoto. Những hội lễ như về lễ Vu Lan, hoặc là những cái buổi lễ của các cái đền thần đạo chung quanh để lộ ra những cái văn hóa chính của nước Nhật, thì mình thấy Kyoto rất là xứng đáng đến. Và chúng ta trở lại với cái thành phố này, thành phố với cái ngôi chùa vàng, thì có thể nói cái tóm tắt cái ngôi chùa vàng đó, nó không phải là tự nó là ngôi chùa. Mà ngày xưa cách đây khoảng vào cái thế kỷ thứ 14 đó, thì đã có một vị tướng quân, ông tên là Ashikaga, trong cái triều đại đó. Cái triều đại này cai trị nước Nhật cũng khoảng gần 200 năm chứ không có ít. Thành thử đó là một triều đại khá dài. Và ông này là một vị ông tướng quân thứ ba, nếu tôi nhớ không lầm. Thì ông ấy rất là thích thú một cái khu vực, cái mà bây giờ có cái ngôi chùa vàng đó. Thì cái đây có một cái biệt thự của một người tư nhân. Nhưng mà vì ông thích thú, thành ra ông đã gạ người tư nhân này bán lại cho ông ấy, hoặc là người tư nhân này đã dâng hiến cho ông ấy thì mình không biết. Nhưng mà cái ngôi chùa này nó có nằm trong cái khu vực tên là Bắc Sơn, Kitajama. Và cái ngôi này thì đã được ông ấy cho thành một cái biệt điện, thành ra nó gọi là Kitajama đèn, tức là ngôi biệt điện Kitajama, Bắc Sơn. Nhưng mà nói tới chùa vàng là mình chưa có đi sau thôi, mà mình chỉ mới sơ qua thôi mà thấy đã hấp dẫn rồi anh thì Thắng. Thực sự nếu chúng ta nhìn sơ qua thì chúng ta nhìn không biết chùa thì hơi là lạ, tại vì cái kiến trúc của nó khác hẳn. Cảm ơn anh Thắng, và hẹn anh Thắng trong phần 2 khi mà anh Thắng kể cho anh nhiều hơn về chùa vàng. Nhưng anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã quay lại với chương trình ngày hôm nay, vì mà anh Thắng đang dẫn anh cũng như khán giả đi tới chùa vàng ở thành phố Kodo Kyoto của Nhật Bản. Trong phần 1 thì anh Thắng đang vừa mình đang tới nói với chùa vàng, nhưng mình chỉ nói sơ qua cái vùng ở đó là nó nằm ở vị trí như thế nào và đang lịch sử. Thì tiếp theo là gì nữa anh Thắng? Thì như chúng ta vừa trình bày trong cái phần 1 đó, thì ngôi chùa vàng khởi đầu nó không phải là chùa. Mà nó là ngôi biệt điện của một vị tướng quân. Và sau khi ông này, ông ấy nghỉ hưu, dùng chữ nghỉ hưu cho dễ đi, ông được về ăn trí gì đó, thì ông nó muốn biến cái biệt điện của ông ấy thành một cái ngôi chùa. Và cái ước nguyện của ông ấy đã được người con ông ấy đã giúp bố là biến cái biệt điện này thành ngôi chùa. Và khi mà cái biệt điện này nó trở thành ngôi chùa đó, thì người ta đã lấy tên của nó không phải là chùa vàng. Khởi đầu nó không phải là chùa vàng. Chùa vàng nó chỉ là cái ngôi chùa được dát vàng chung quanh thôi, chứ nó không có nghĩa là cái ngôi chùa gì cả. Mà ngôi chùa có mang cái tên là Lộc Uyển Tự. Lộc Uyển Tự. Lộc Uyển Tự có nghĩa là gì là anh? Chùa vườn nai. Lộc là con nai, mà uyển là vườn, tức là chùa vườn nai. Thành ra ngôi chùa cho đến bây giờ đó, cái tên của Lộc Uyển Tự nó vẫn cho đến bây giờ ta vẫn gọi là chùa Lộc Uyển, chứ không có gọi là chùa Kim Cát, không gọi là Kim Cát Tự. Nhưng mà vì cái kiến trúc của nó, vì cái nếu mà Nhất Anh đến Kim Cát Tự nhìn cái hình ảnh đó, thì Nhất Anh nhận thấy ngay tại sao ta gọi là chùa vàng. Tại vì nó giác vàng hay sao anh Thắng? Đúng vậy. Cái ngôi chùa này là một cái ngôi chùa nó có 3 tầng tất cả. Và 2 tầng trên đó thì đã được dát vàng chung quanh. Đó. Chỉ có cái tầng dưới cùng thì không được dát vàng. Dĩ nhiên nó có một cái ý nghĩa của nó, chúng ta sẽ nói sau. Nhưng mà bây giờ đến một cái không gian của cái ngôi chùa vàng đó, Nhất Anh đứng đó trong 4 mùa xuân hạ thu đông, Nhất Anh đến mùa nào cũng được. Chùa vàng đều là một cái thắng cảnh nổi bật nhất để cho chúng ta thấy được cái đẹp của nó. Chính vì vậy mà đã được UNESCO công nhận là một trong di sản văn hóa của thế giới. Thế cái ngôi chùa này thì như chúng ta trình bày là nó từ một ngôi biệt điện của một vị tướng quân được đổi sang thành một cái thiền viện, và nó cũng đã bị cháy rồi. Thành ra cái nguyên thủy của nó cũng đã bị cháy vì cái cuộc chiến tranh vào cái thế kỷ thứ 15-16 của trong các vị tướng quân của nước Nhật tranh chấp nhau thì đã bị đốt cháy. Và cho đến năm 1950, dĩ nhiên sau khi đốt cháy được xây dựng lại năm 1950 thì ngôi chùa này mới lại bị đốt cháy một lần hoàn toàn, mà đốt cháy bởi một vị sư. Mà vị sư đó thì sau đó thì ông bị bắt, và dĩ nhiên thì ông bị giam, và dĩ nhiên thì
Phía sau thì cái tin tức cho biết là ông đã chết ở trong cái nhà giam. Và đặc biệt thì cái lý do tại sao ông ấy đốt chùa đó thì nó có nhiều lý do, nhưng mà mình chỉ biết là ngôi chùa bị đốt. Và sau đó thì đã được chính phủ, chính quyền của thành phố Kyoto cho xây dựng lại theo hình dáng giống hệt như ngày xưa. Và sau khi xây dựng lại như vậy đó, thì một cái hình dạng nữa là hai tầng trên đều được dát vàng hết. Và dĩ nhiên ngày xưa họ đã được dát vàng rồi, nhưng mà bây giờ thì họ được dát vàng lại. Và đến năm 1987 thì được trùng tu lại một lần nữa. Thành ra nhất anh có dịp đến với cái thành phố Kyoto, đến với cái chùa vàng, mình nhìn cái lớp vàng nó có vẻ giống như còn mới. Thành ra rất là đẹp. Nhưng mà tôi vừa mới trình bày là xuân hạ thu đông để chúng ta đều đến được cả. Thành ra cái ngôi chùa này đó, đặc biệt đó là cái ngôi chùa nằm trên một cái hồ. Cái hồ nó gọi như là hồ Gương vậy đó, là kính chỉ. Và cái ngôi chùa vào những cái ngày mà không có gió, tức là cái mặt hồ thật là yên phẳng đó. Mình thấy cái hình ảnh của ngôi chùa vàng nó in xuống dưới cái mặt hồ đẹp vô cùng. Và như quý vị có thể nhìn qua cái hình ảnh video mà chúng tôi đã quay về, hoặc là những cái hình ảnh, những tấm ảnh đã chụp về chùa vàng, chúng ta mới thấy được cái nét vàng, nét đẹp của nó. Nhưng mà cái nét đẹp của nó thì nói bằng cái ngôn ngữ thì nó cũng hơi thừa, tại vì mình qua hình ảnh mình thấy nó đã đẹp rồi. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn bằng cái cặp mắt của chúng ta đó, mà nếu mà trong cái ngày mà chung quanh chùa không có đông người quá, mình mới thấy được cái nét thiền của nó. Nó lạ lắm, nó đẹp, mà nó có một cái gì mà cái im, cái tĩnh, cái yên lặng của nó. Và nó làm cho mình cảm thấy cái tâm hồn mình lắng xuống. Vì cái hình ảnh của cái hồ, hình ảnh của ngôi chùa in xuống cái hồ, và cái cách thiết kế vườn của người Nhật nó làm cho mình cảm thấy dễ chịu. Tại vì trong cái cách mà người Nhật thì họ thiết kế về cái hồ đó, thường thường trong hồ là có đảo, và trong đảo cũng có hồ, và họ trồng những loại cây như loại cây cypress, cây tùng, cây bách, nó trở thành một cái không gian xanh. Chùa thì lúc nào cũng mang một cái không gian xanh, nhưng mà đặc biệt là khi mà về mùa thu thì những cái lá phong ở chung quanh, ở xa bên ngoài chùa chứ không có nằm trong cái hồ, ở chung ngoài đó thì những cái lá phong đỏ nó làm cho cái không gian đó, nó ảnh hưởng vào cái màu vàng của ngôi chùa, thành ra nó biến màu vàng thành ra một cái màu vàng của vàng, thành cái màu vàng hơi có sắc đỏ trong đó, thành nó khác. Còn vào mùa xuân đó, thì có hoa anh đào, nó ở xa thôi, nhưng cây anh đào không có nằm sát ngay trong cái khu chùa, vườn, ngay trong cái ngôi chùa, thành ra chúng ta vẫn nhìn cái nét nó khác. Thành ra mùa đông thì tuyết phủ đầy hết, thành ra cái nét thiền đâu đó trong cái không gian đó. Và đồng thời có những cái loại cây cypress đó, cây tùng đó, có những cây vài trăm năm tuổi rồi, thành nó nằm sát xuống mặt đất, nó cong lên đẹp lắm. Nó đẹp mà bây giờ cũng không biết diễn tả làm sao. Nhưng mà đặc biệt thì trong đó về cái di tích lịch sử với văn hóa của nó, nó còn có thêm một cái gọi là cái tịch giai đình, tức là một cái đình nhỏ, nơi đó là nơi sứ quân với tướng quân đó, với ông với thiên hoàng của nước Nhật vào thời điểm đó đó, đã từng đến đó gặp nhau để mà bạn đàm đạo trà đạo, để nói chuyện về câu chuyện của đất nước của họ, về cái tình hình chính trị của họ. Thì đó cũng là một trong những nét khác mà chúng ta đến với cái ngôi chùa vàng, chúng ta mới cảm nhận được cái đó. Nó vừa có cái nét thiền, nó vừa có nét một cái không gian của một cái nói về cái gọi là tình hình đất nước chẳng hạn, hay là đàm đạo giữa hai vị lãnh đạo ở cái đất nước Nhật Bản vào thời đó là thiên hoàng với tướng quân. Thành ra nó cái chùa vàng nó cho tôi nhiều cái kỷ niệm với cái không gian của chùa vàng tại Kyoto đó. Vậy thì nếu như mà khán giả của Người Việt TV nó muốn đi tới Kyoto thì không cần phải là giống như là xem là lúc nào thì đẹp, tại vì lúc mà tới vào mùa nào trong năm thì cũng sẽ có những cái bốn mùa khác nhau. Và đặc biệt là khi đến đó thì chúng ta phân biệt chút xíu nữa về ba cái tầng của cái ngôi chùa, thì cái tầng trên là thiền tông, thì tầng thứ hai là đại diện cho giai cấp samurai của Nhật Bản, và tầng thứ ba là giai cấp bình dân của Nhật Bản. Và đó là một cái hình ảnh ba giai cấp nằm trong một ngôi chùa. Thì chúng ta thấy, nếu chúng ta tìm hiểu về cái ngôi chùa vàng, chùa Lộc Uyển Tự, thì đó là một cái đến với Nhật Bản, đến với Kyoto, quý vị không có thứ gì tiếc cả. Cảm ơn anh Thắng, và hẹn anh Thắng trong chương trình lần sau.